Đây bạn có thấy là cái đồng hồ này là cái đồng hồ nhiệt báo nước động cơ ha. Thì khi mà mình bắt đầu khởi động á là khởi động nguội. Khởi động nguội, cái kim này nó đang nằm ở bên chữ C, tức là chữ cool, nó là lạnh nhá các bạn. Là nó cũng chưa đạt được cái nhiệt độ làm việc tối ưu đâu. Các bạn phải để khi nào cái kim này nè nó lên tới cái vạch giữa là cái thời là cái mức làm việc là công suất nó đạt tối ưu nhất và động cơ là bền nhất. Nếu nó vượt qua cái vạch đỏ bên này thì coi như là quá nhiệt, thì nó lại gây hại cho động cơ, dễ bị bó máy. Thì làm sao mà để cho cái kim của mình nó nằm trong được cái vạch ở giữa này là trong một khoảng thời gian ngắn nhất là tốt nhất, và nó luôn ổn định duy trì ở cái vị trí này. Thì hồi nãy mình đã thử nghiệm rồi, mình mất tới 12 phút thì cái kim nó mới bắt đầu vào cái điểm là tối ưu. Rồi, hello các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử nghiệm các bạn. Một cái thử nghiệm đó là mình tháo gỡ bỏ cái van hằng nhiệt trong cái hệ thống dãy nhiệt động cơ các bạn. Thì cái vị trí của cái cụm van hằng nhiệt nó nằm ở chỗ này các bạn. Nằm trong này nè. Thì mình phải mở ba cái con ốc lục giác bông ra. Thì mình tháo cái cụm này ra thì mình mới rút được cái van hằng nhiệt ra. Thì mình sẽ giải thích sơ lại một chút xíu về cái ý nghĩa của van hằng nhiệt ha, để cho anh em nào chưa rõ thì mình biết thêm. Thì mục đích của van hằng nhiệt là gì? Tức là mục đích của nó là lúc bắt đầu mà khởi động máy á, thì cái xe nó đang nguội, xe đang lạnh. Mà cái xe mà để hoạt động bền bỉ nhất á, thì người ta nghiên cứu là cái nhiệt độ mà để làm việc tốt nhất là nó nằm khoảng tầm 80 cho đến 90 độ C. Đối với động cơ dầu diesel thì nó có thể lên đến tới 93 độ C. Đó là cái nhiệt độ làm việc tối ưu. Động cơ xăng thì nằm khoảng 80 đến 82 độ C. Động cơ dầu diesel thì có thể lên tới 90-93 độ C. Đó là cái nhiệt độ mà để cho động cơ nó hoạt động tối ưu tốt nhất. Nếu mà nhiệt độ mà nó cao hơn cái ngưỡng đó thì nó rất là dễ ra cái hiện tượng bị bó máy hay là hiện tượng lúc bê máy là nó sẽ hỏng máy của mình thôi. Nếu mà mình hoạt động ở cái nhiệt độ mà nó thấp hơn cái làm việc tối ưu, ví dụ như là sáng sớm mình bắt đầu nổ máy thì nó nằm khoảng tầm 20 mấy đến 30 mấy độ C, thì cái nhiệt độ đó nó cũng là cái nhiệt độ làm việc không có tốt cho động cơ, có nghĩa là sự mài mòn nó sẽ diễn ra là nhanh hơn. Do đó người ta mong muốn là cái xe mình từ lúc bắt đầu nổ cho đến lúc mà đạt được cái nhiệt độ làm việc tối ưu càng nhanh càng sớm càng tốt. Chính vì vậy mà người ta mới sinh ra cái van gọi là cái van hằng nhiệt, nó đặt ở cái vị trí này. Thì cái van hằng nhiệt này nó có cái quy lý làm việc của nó như thế nào? Thì bình thường nó khi nhiệt độ mà nó dưới 80 hay 82 độ C á, thì nó sẽ đóng lại. Tại vì cái van này bản chất nó là cái van tự động đóng mở phụ thuộc vào cái nhiệt độ ha. Thì nước động cơ bình thường nó cứ luân chuyển trong cái lớp vỏ áo bằng cái ống này nè các bạn. Nó luân chuyển trong cái lớp vỏ áo bằng cái ống này nè. Nó cái bơm, khi bơm hoạt động thì cái nước nó có tuần hoàn xung quanh vỏ áo bao bọc xung quanh cái lốc máy của mình. Nhưng mà khi bắt đầu nước nó nóng lên, động cơ nóng lên thì nước cũng nóng lên tới cái nhiệt độ ngưỡng khoảng 80-82 độ C thì lúc này á, bắt buộc động cơ phải giải nhiệt. Nếu giải nhiệt thì họ bắt đầu nước, họ cái van nó sẽ mở ra, cái van hằng nhiệt nó nằm ở vị trí này nè, nó sẽ mở ra. Nó sẽ cho cái lưu lượng nước nó đi qua đây, nó vào két làm mát. Rồi sau đó nó lại tiếp tục, nó tuần hoàn vô lại trong cái máy để giải nhiệt động cơ. Và cái van này nó luôn giữ ổn định. Mục đích cuối cùng là để nó ổn định cái máy của mình nó nằm ở trong cái ngưỡng làm việc tối ưu là khoảng từ 80 đến 93 độ C. Mục đích của nó là như thế thôi. Nhưng có nhiều trường hợp là cái van này nếu nó hoạt động bình thường thì không nói, nhưng mà cái van này nó gặp sự cố, mà sự cố là nó không chịu mở luôn. Có nghĩa là nước nhiệt độ tăng lên quá 90 độ C rồi mà nó không chịu mở, và nhiệt độ máy nó cứ tăng hoài. Tại vì nó không mở nên nước đâu qua cái két được đâu mà nó giải nhiệt. Chính điều đó người ta lo sợ nên người ta muốn
vứt bỏ luôn cái van hàng dịch này. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái thí nghiệm là mình tháo bỏ luôn cái van hàng dịch này xem coi nó như thế nào. Thì lúc nãy mình đã đo thử rồi, mình kiểm tra thử rồi là cái thời gian mà để mình khởi động máy, mình không chưa chạy nha, mình chỉ nổ garanti trong xe và mình tắt hết hệ thống máy lạnh luôn, thì mất thời gian là khoảng 12 phút để lúc đó cái van hàng nhiệt này bắt đầu mở hoàn toàn cho nước vào két để giải nhiệt, là mất 12 phút. Bây giờ mình sẽ cũng làm một thí nghiệm như thế, nhưng mà mình tháo van hàng nhiệt ra để đảm bảo cái nước nó vào hoàn toàn cái két giải nhiệt, nó không tuần hoàn ngược lại theo cái ống nhánh bên dưới này các bạn. Ống nhánh bên dưới này nè, thì chút nữa mình sẽ kẹp cái ống nhánh bên dưới này lại. Mình phải dùng cái cây này mình kẹp nó lại, mình bóp lại để cho cái ống nhánh bóp lại, thì nước nó không vào ngược lại máy, bắt buộc nó phải qua cái két giải nhiệt rồi nó mới vào máy, chứ nó không chở ngược lại cái máy ngay. Đó, thì mục đích của mình phải kẹp cái ống nhánh lại, tháo van hàng nhiệt, nhưng phải kẹp ống nhánh lại, chứ nếu mà mình tháo van hàng nhiệt mà mình không có kẹp ống nhánh lại thì cái lượng nước qua cái két này nó cũng không có chính xác đâu các bạn, nó qua không có nhiều đâu. Đó, ok, thì bây giờ mình đầu tiên mình phải xả nước làm mát ra ha. Thì cái nước làm mát nó nằm bên dưới đây, có một cái đồ xả nằm dưới này đâu các bạn. Mình phải tháo cái chắn bùn này ra các bạn ha. Mình tháo cái chắn bùn này ra, rồi nó có cái đồ xả dưới đây á. Rồi mình xả hết nước làm mát ra. Rồi sau đó mình tiếp tục mình tháo cái ống turbo này nè, ống tuần hoàn khí nạp này nè, tháo ra để cho nó rộng rãi đi, mình dễ làm ha. Đó. Rồi sau đó mình tiếp tục mình tháo ba con ốc lục giác bông này ha, để mình lấy cái van hàng nhiệt ra, xong mình đóng lại bình thường. Sau đó mình châm ngược lại nước làm mát vô bình thường. Rồi mình nổ máy lên cho nó hoạt động lại, lúc này không sử dụng cái van hàng nhiệt nữa, và mình sẽ quan sát mất bao lâu để cái kim nó đạt đến cái nhiệt độ tối ưu. Thì đây mình sẽ nói các bạn rõ một chút xíu nhiệt độ làm việc tối ưu của động cơ là gì. Rồi, mình mở cái máy lên, mình để máy lên cho bạn xem. Rồi, ở đây á, nhiệt độ tối ưu là ở đây bạn có thấy là cái đồng hồ này là cái đồng hồ nhiệt báo nước động cơ ha. Thì khi mà mình bắt đầu khởi động á, là khởi động nguội. Khởi động nguội, cái kim này nó đang nằm ở bên chữ C, tức là chữ cool, nó là lạnh nhá các bạn. Là nó cũng chưa đạt được cái nhiệt độ làm việc tối ưu đâu. Các bạn phải để khi nào cái kim này nè, nó lên tới cái vạch giữa, là cái thời, là cái mức làm việc là công suất nó đạt tối ưu nhất và động cơ là bền nhất. Nếu nó vượt qua cái vạch đỏ bên này thì coi như là quá nhiệt, thì nó lại gây hại cho động cơ, dễ bị bó máy. Thì làm sao mà để cho cái kim của mình nó nằm trong được cái vạch ở giữa này là trong một khoảng thời gian ngắn nhất là tốt nhất, và nó luôn ổn định duy trì ở cái vị trí này. Thì hồi nãy mình đã thử nghiệm rồi, mình mất tới 12 phút thì cái kim nó mới bắt đầu vào cái điểm là tối ưu ha. Còn bây giờ mình sẽ tắt đây, mình tháo cái van hàng nhiệt ra nha các bạn. Mở tiếp tục cái lục giác bông đây nè, mở cái van hàng dịch này ra nè, phải dùng cái lục giác bông các bạn, có tới ba con ốc rồi mở ra mình xem coi nó dùng cái size bao nhiêu. Nó dùng size T25.
Thì sau khi mà mình tháo đó ba con ốc ra giống như vậy nè các bạn. Đó. Van ốc nè, 1 2 3 thì nó ra cái này. Cái này là van hằng nhiệt ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái van này ra. Nằm ở trong đây nè các bạn. Đó. Nằm trong đây. Thì mình rút nó ra cái này. Cái này là lưu ý cực kỳ quan trọng nè, khi mà mình tháo cái van hằng nhiệt ra thì mình nhớ giữ lại cái đệm cao su này nha các bạn. Để mình vặn vô ngược lại thì nó sẽ giữ kín nha. Chứ mình tuyệt đối mình chỉ lấy cái van ra thôi, còn cái đệm cao su phải giữ lại nha các bạn. Để khi mình bắt vô cho nó giữ kín ha. Còn muốn chắc ăn nữa thì mình sẽ lót cái phần o-ring nhỏ bên trong này nữa các bạn. Rồi, mình lưu ý nha các bạn, mình lưu ý là mình sẽ giữ lại cái vòng đệm cao su này để giữ kín lại nha, mình chỉ lấy cái van hằng nhiệt ra thôi và giữ cái lại cái vòng đệm này ha. Rồi mình sau đó mình sẽ đóng cái ống nhánh nha, để cho toàn bộ nước nó sẽ qua cái ống chính của cái hệ thống giải nhiệt nha. Dùng đây nè các bạn. Mình đút vô mình kẹp, mình bó lại ha, mình kẹp mình bó lại vậy nè. Đó, mình siết lại. Để giảm lưu thông nó không còn xuống dưới, nó sẽ bắt buộc nó phải qua cái ống này. Rồi sau đó mình châm cái nước làm mát lại nha các bạn. Rồi mình nổ máy lên mình kiểm tra tiếp. Thì sau khi mà mình lấy cái van hằng nhiệt này ra nè các bạn. Thì cái van hằng nhiệt này nó đi chung với cái miếng đệm cao su này nè. Thì cái miếng đệm cao su của nó lâu ngày nó bị chai các bạn. Nên bây giờ mình sử dụng lại cái miếng đệm cao su này nè, nó vẫn bị rò rỉ. Tức là mình đã lấy cái van hằng nhiệt ra là mình không sử dụng nữa. Mình để cái ống không rồi nè, mình bắt vô trong cái ống kia các bạn. Thì cái khớp nối này nè, cái van hằng nhiệt này là nó cái cao su này là nó lão hóa rồi. Thì mình đưa vô nó không còn kín nữa các bạn. Thì bây giờ mình phải bắt buộc mình phải chế thêm này các bạn. Mình kiếm miếng cao su này các bạn, cắt ra miếng này mình cắt ra để mình làm miếng đệm. Đó, mình sẽ vẽ theo cái hình của nó như thế này. Đó, mình sẽ vẽ theo hình này nó như thế này. Rồi khoan cái khoét lỗ đây. Đó, thì mình sẽ bắt vô nó sẽ kín hơn ha. Đó, giờ bây giờ mình phải làm thôi.